Là tại nó là không. Cho nên là một cái vòng tròn rất là to tướng. Nếu mà chúng ta hiểu gì đó thì nó không còn là không nữa, mà nó có là có hiểu. Cho nên là chúng ta học về tánh không, cho nên là nó cũng là không. Vì cái tánh không này là sự thể nhập, là sự thể ngộ, chứ không còn là sự hiểu nữa. Vì hiểu là còn vướng bận, vì hiểu là còn phạm trù của sự nhận thức, của sự đối đãi. Vì tất cả các pháp nó diễn ra, nếu như cái đó được nói năng, được định hình, là cái đó còn có phạm trù giới hạn. Có đúng vậy không? Cho nên không hiểu là được rồi. Là không hiểu là đã thể ngộ được cái rỗng không, cái tốt yếu căn bản nhất rồi. Cho nên là quý vị nào mà hiểu đó thì chúng ta biết là mình rất là đơn thuần. Nếu mà người nào hiểu, còn những người không hiểu á mới là những người siêu xuất. Thế thì tương tự như vậy ha, trước khi mà chúng ta đi vào trong cái triết học về tánh không của Ôn Tuệ Sĩ, là bậc thầy của những bậc thầy hiện nay ở hải ngoại này, tức là chúng ta nói bậc thầy của những bậc thầy, tức là những vị hòa thượng ngày nay đang hành hoạt ở nơi hải ngoại này là học trò của ông. Đó. Và ngôn ngữ của một bậc thầy lớn thì chúng ta rất khó là không hiểu. Và nếu mà đem cái lại được viết ra bởi một vị thiền sư tinh thông về ngôn từ, ngôn ngữ, thì phải nói rằng nó trùng lập ở trong đó rất nhiều ý niệm và khái niệm. Chúng tôi đọc cái cuốn này rồi và phải nói là gặp đích từng chữ một để hiểu từng câu một. Cho nên đọc được một trang á, thay vì là chúng ta phải giống như những cái khác là chúng ta rất ít có cái phải suy tư, nhưng mà đọc ở đây là không phải đọc một trang, mà đọc từng câu một, rồi đọc từng cụm một để coi trong cụm đó nói về cái gì. Quả thật là để hiểu được một đoạn nói về cái gì đó thì quả thật là rất khó, chứ không phải không đâu. Cho nên để có thể đi vào được trong cái cuốn tư liệu này thì chúng tôi xin được giới thiệu một cái bản mà nó mang cái tính chất phổ quát giới thiệu để chúng ta hiểu sơ khởi tánh không là gì. Mà nếu mà bây giờ các vị dở trên đó đọc cái bài tựa để hiểu được tánh không là gì thì quả là không biết nó là gì hết. Thế thì hôm nay chúng ta nghe một cái bài thuyết giảng, một cái bài viết của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Chân Thiện, để Ngài nói cho chúng ta thấy được cái tính sơ khởi, rồi từ đó để bước vào cái nội dung bên trong. Thế thì
Thứ nhất là khái quát. Trước khi tìm hiểu cái tánh không á, thì đi vào một số cái nhận thức cơ bản về giáo lý của Phật giáo để thấy rõ được cái tính truyền thống, tính rốt ráo của sự thật. Đó là cái tác dụng thiết thực của nó, tức là cái, và cái tính thiết thực của cái tánh không đó là gì? Đó là sự giác ngộ của Đức Phật, sự giác ngộ vượt lên tất cả những cái học thuyết đương thời và mục đích nói pháp của Đức Thế Tôn. Sự thật tối hậu, Ngài ở trong kinh á, tương ưng bộ, phẩm mà tương ưng nhân duyên xác định như thế này nè, là bảy Đức Phật ở trong quá khứ đó, từ Tỳ Bà Thi cho đến Thế Tôn á, chư Thế Tôn này đều chứng cái đều chứng ngộ vô thượng bồ đề từ sự chứng ngộ của giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là gì? Giáo lý duyên khởi là gì? 12 nhân duyên. Tức là tất cả các Đức Thế Tôn đều chứng ngộ từ nơi giáo lý duyên khởi. Mà giáo lý duyên khởi này á, ở trong nhà Phật á, chúng ta có một cái từ nó dễ hơn để mình hiểu, đó là yếu tố của nhân duyên. Nhân duyên, chúng ta đã học cái này rất nhiều rồi. Nhân duyên này á, nó có mối quan hệ lẫn nhau, đúng rồi không? Cái này làm nhân cho cái kia, cái kia làm duyên cho cái này. Không có cái nào là một duyên hay một nhân tạo nên hết. Cho nên có thể nói là trong cái tiến trình sinh diệt vô tận của vạn vật, vạn loại, không có cái thứ gì được tạo nên bởi một nhân hoặc một duyên. Không thể đi tìm ra được cái nguyên nhân nào là nguyên nhân đầu tiên để tạo nên cái đó. Cái đó là bất cứ cái thứ gì, kể cả vật chất lẫn yếu tố tinh thần, không hề có bất cứ cái thứ gì là được tạo nên bởi một nhân hoặc một duyên. Lại không có bất cứ một cái thứ gì từ nơi một nhân hoặc một duyên đó mà tạo thành. Không có bất cứ cái thứ gì để mình có thể truy nguyên ra được cái nhân duyên đầu tiên nó là cái gì. Một cái chiếc lá này, có ai gọi chiếc lá này là đất không? Có ai gọi chiếc lá này là mặt trời không? Có ai gọi chiếc lá này là ánh nắng không? Có ai gọi chiếc lá này là mưa bão không? Có ai gọi chiếc lá này là sương sớm không? Ấy thế mà trong nó có tồn tại tất cả những cái kia không? Vậy khi ta gọi chiếc lá là một khái niệm sai hay đúng? Đó là một câu hỏi lớn. Ai hiểu được câu hỏi này sẽ hiểu được tánh không là gì. Được chưa? Đó, thế thì cái nguyên lý để mà Ngài dẫn dụ chúng ta đi vào á, là nguyên lý tánh không không phải dùng để định nghĩa. Cái tánh không đó nếu được định nghĩa là nó được quy chiếu bởi những cái thấy, cái nghe, cái từng trải, cái kiến thức, cái nhận định, phán đoán, nhận xét. Người mà không biết tiếng Việt, ta nói cái lá, nó biết cái lá là cái gì không? Đúng rồi không? Nhưng nếu ta cầm cái này lên, nó hiểu đây là cái lá không? Hiểu. Đó. Thế thì ngôn ngữ đạo đoạn phải không? Là đồ bỏ đúng không? Đó. Và nếu như nếu mà chúng ta cùng cái ngôn phương diện ngôn ngữ, chúng ta sẽ diễn tả cho nhau biết và hiểu được trên phương diện của ngôn ngữ đó. Nhưng ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chứ không phải là chiếc lá. Ta có diễn tả cỡ nào đi nữa là chiếc lá mà ngôn ngữ là ngôn ngữ. Nhưng nhờ ngôn ngữ thì biết được chiếc lá. Nhưng mà nghiệt có một nỗi, chiếc lá nhờ nó mà người ta có thể hiểu được. Nhưng nó không phải là chiếc, cái ngôn ngữ không phải là chiếc lá. Cho nên cái mối để có thể hiểu được yếu tố mà tánh không này á, đó là sự thực chứng. Nhắc lại ha, cái tánh không này không phải để chúng ta có thể ngôn thuyết luận bàn đâu. Sở dĩ mà chúng ta bị vướng vào trong cái cuộc đời này á, là do sự chấp chặt. Cho nên người nào có thể ung dung tự tại là người đó đã bước qua sự chấp chặt, bao vây, đon vây bởi tất cả những khái niệm, những ý niệm, những chấp thủ, những bảo thủ bởi những cái kiến chấp của mình được tích tụ
hàng ngày, hàng giờ qua vô lượng vô số kiếp tới nay. Và trôi lăn trong cái vòng đó cho đến ngày hôm nay hiện hữu ở nơi này. Cả một ký ức đều là sự tích tụ, đều bằng những khái niệm hiểu biết của nhân gian, khu biệt cái này, khu biệt cái kia để hình thành nên những cái tư tưởng nhận thức của chúng ta đây. Đều bị bám vào trong đó hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học á, và cả một cái khóa này chúng ta học chỉ có một cuốn đó thôi. Có một cuốn đó thôi à. Nhưng mà cái học này không phải là cái học để chúng ta hiểu trên phương diện ngôn từ nữa, mà chúng tôi mong quý vị là chứng đắc. Tại vì đây là thể tánh. Thể tánh đó nó vắng lặng, mà vắng lặng thì còn cái gì để nói nữa. Nó là tự nhiên, nó là rốt ráo, nó được đồng nghĩa với Phật tánh. Tại vì một lát nữa học. Thế thì yếu tố thực sự chứng ngộ, tất cả các chư Phật thực sự chứng ngộ từ giáo lý duyên khởi. Vì nó có duyên khởi cho nên cái này nó được tạo thành là bởi vì các duyên được tạo thành. Cái này nó mất đi là bởi vì các duyên nó mất đi. Cho nên nó không có tự thể. Cho nên nó bị vô thường chi phối. Mà nó vô thường chi phối như thế, nó không có tự thể như vậy đó. Thế thì cái gì tạo nên cái đó? Mà cái đó nó hiện hữu. Và cái gì nó làm cho cái đó mất đi? Thế bây giờ tại sao ta phải tu? Ta tu để làm gì? Ta tu để chứng ngộ. Nếu tất cả là không thì ai sẽ là người chứng ngộ? Nếu tất cả là không thì ai sẽ là người được giải thoát? Nếu tất cả đã là không thì ai sẽ là người thọ nghiệp? Cho nên khi mà đã thấy được cái tánh không này là người đó đã đạt đạo mất rồi. Thế thì phàm phu của chúng ta có thể nào lấy cái lượng phàm phu mà đi đo bậc thánh được không? Chưa kể Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng chỉ có Phật với Phật mới hiểu được Phật thế nào mà thôi. Còn mình là phàm phu, lấy cái trí óc của phàm phu để đo lượng giá trị của bậc thánh, lại là giá trị của sự vượt thoát, vượt ra ngoài khái niệm, thì lấy cái gì để đo? Mà ta luôn luôn sống trong khái niệm, bị khái niệm kia chi phối. Tâm thức của chúng ta bị đoan vây bởi những khái niệm không thôi. Ta muốn hiểu cái đó, phải hiểu cho được cái đó thì nó mới đi vào bên trong. Còn cái gì mà ta không hiểu được á, thì cái đó nó không đi vào bên trong. Nhưng mà nghiệp có một nỗi, muốn hiểu được thì phải được xây đắp từ nơi khái niệm. Mà khái niệm là từ nơi những vọng thức sai lầm, những khái niệm sai lầm, những cái nó gọi là gì, là ngôn ngữ, phải dựa trên ngôn ngữ để hiểu. Mà ngôn ngữ là những khái niệm nội hàm ở trong đó. Trước giờ người ta cho nó là chiếc lá thì nó là chiếc lá mà không thể khác đi được. Chẳng có thể nào ai gọi đây là một bông hoa, phải vậy không? Tại sao vậy? Tại xưa giờ người ta gọi nó là chiếc lá. Nếu như trước đây người ta gọi nó là bông hoa thì nó bây giờ sẽ là bông hoa. Nhưng mà dẫu cho người ta gọi chiếc lá hay bông hoa đi nữa thì cái đó không phải là cái này. Cái đó không phải là cái này. Ví dụ tôi gọi là bác sĩ Hoàng Lan. Bà ở đâu? Không phải là đây. Đây là một con người với thân thể ngũ uẩn nằm đây. Nhưng mà ví dụ bây giờ nhìn cái con người như thế này, có ai nói đây là đất không? Có ai nói đây là nước, ai đó gió, đây là lửa không? Có ai nói đây là heo bò gì không? Có ai nói đây là con tôm, con cá gì không? Có ai nói đây là hạt lúa không? Thế thì cái gì là con người? Mắt là con người, tai là con người, hay chân là con người, hay tim gan phèo phổi trong này là con người, hay tóc tai là con người? Vậy cái gì là con người? Vậy con người có thật sự diễn tả là gì của cái hiện hữu này không? Rối chưa? Cho nên trong kinh Tương Ưng Nhân Duyên, kinh Đại Nhân Duyên, kinh Đại Bổn là các kinh giới thiệu rõ về giáo lý duyên khởi. Ở nơi đây sở dĩ xác lập giáo lý duyên khởi để chúng ta thấy tầm quan trọng của nó, và nhờ cái giáo lý duyên khởi này để thấy rõ được tất cả mọi thứ.
Tiếp tục trong các kinh vân 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 ghi ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Vô tình chung, ai thấy được duyên khởi là thấy Phật, ai chứng được giáo lý duyên khởi là chứng được pháp, ai chứng được giáo lý duyên khởi là chứng được Phật. Thế mình có chứng được giáo lý duyên khởi không? Trong khi đó ai cũng nói rành rành hết, ai cũng biết duyên là gì, khởi là gì hết. Thế lý do tại sao mà chúng ta học hoài thuộc rồi mà không chứng được? Bây giờ đơn giản chỉ có một cái thôi, mình nói về giáo lý vô thường ai cũng biết đúng không? Vô là không, thường là thường còn, tất cả mọi thứ đều không thường còn, ai cũng biết hết. Thế thì cái trẻ trung này có thường còn không? Cái khỏe mạnh này có thường còn không? Tiền này có thường còn không? Mai mất được không? Được. Phải nói liền chứ. Được. Bây giờ trẻ trung này ngày mai chết được không? Được. Có buồn không? Đấy. Thế thì rõ ràng ta nói là một chuyện, nhưng mà cái sự thể ngộ của chúng ta trong cái chuyện này là khác. Ngày hôm nay nó thương ta, ngày mai nó ghét ta, được không? Được. Tại sự thể nó vô thường, mình không thể nào chi phối được yếu tố này cả. Và chúng ta có dễ dàng đi qua cái chuyện mà thể ngộ giáo lý vô thường này không? Đó là vấn đề quan trọng. Cho nên hiểu và chứng ngộ là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên người học rộng hiểu nhiều vẫn vô minh như thường. Là vì sao? Không thể ngộ được. Không thể nhập được. Đó. Cái này là yếu tố mà rất quan trọng nha. Cho nên ai cũng biết hết á, ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà thực chứng giá trị nội tại của nó để làm cho mình sống với cái hiện hữu đang là điều rất khó để có thể có được. Và ai có thể sống với cái hiện hữu đang là đó thì người đó mới có giá trị của sự hiểu thế nào là tánh không. Còn nếu mà không thì chỉ có cưỡi ngựa xem hoa thôi, học hiểu cho biết. Và chúng ta càng cố gắng khái niệm nó trên ngôn từ chữ nghĩa lại càng đi sai và càng sai lầm. Nha. Càng khu biệt nó, càng cố gắng hiểu nó, càng cố gắng định nghĩa nó là càng đi vào bẫy của khái niệm nhận tư duy, phán đoán, nhận xét. Càng hiểu nó là càng chết. Mà không hiểu nó là chết trước. Cái đó mới là cái khó. Thấy chưa? Nhưng mà con người ta không hiểu thì làm sao mà hạnh? Nếu không hiểu làm sao biết đường để mà thấy con đường? Cho nên cả một cái tiến trình của Đức Thế Tôn từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, trong cái khoảng thời gian đó Đức Thế Tôn luôn luôn đi thuyết pháp, đi giảng thuyết cho người ta hiểu, cho người ta chứng đắc, cho người ta thể ngộ. Thế thì vô hình chung sự hiểu là để chi? Để chứng ngộ. Còn mình sự hiểu là để làm gì? Để nói cho người này nghe, nói cho người kia nghe, để lý luận hoặc là để hí luận. Đó. Cho nên là sự diễn bài của mình, kể cả kịch của chúng tôi luôn, nếu quý vị hiểu được thì tốt, không hiểu được vẫn tốt như thường. Là tại sao? Tại vì chúng tôi cố gắng diễn tả cho thiệt là nhiều, đem cái kiến thức của mình, nhưng mà kiến thức của mình lại đon vay bởi những khái niệm. Mà khái niệm đó thì bị bám chi, bám víu. Cho nên thấy Phật quả là thấy sự thật tối hậu, và duyên khởi tánh. Duyên khởi tánh, quả của nó đó là pháp tánh, là chân tánh. Tức là cái quả của duyên khởi tánh đó, nó là pháp tánh, nó là chân tánh, nó là không tánh, nó là Phật tánh. Duyên khởi tánh như vậy nó đồng nghĩa với vô ngã tánh, với lại là tánh không hay là không tánh, hay là trung đạo. Nó là như thế, nó đồng nghĩa như vậy. Cho nên bây giờ lấy cái này ra để mà hỏi Phật tánh là thế nào. Thế nào là Phật? Hay là cung bậc của Phật chứng đắc ra sao? Nói cho mình hiểu rồi mình chứng à? Không. Mục đích nói pháp của Đức Thế Tôn, bài pháp đầu tiên, sơ chuyển pháp luân Đức Thế Tôn giảng tại vườn Nai,
nói về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, Đức Thế Tôn đã nhiều lần xác định rằng Ngài chỉ nói về khổ và con đường dập tắt những nỗi khổ đó, có nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy sự thật của khổ đau và con đường vượt thoát khỏi sự khổ đau. Đây là mục đích nói pháp của Đức Thế Tôn. Và sau đó những vị tổ kế thừa, thì trong đó có Đại sư Long Thọ. Thì Đại sư Long Thọ đây là một người mà xiển dương cái giáo pháp và trung luận này, tức là tấn không này. Trong kinh Tương Ưng Bộ ghi lại lời của Tôn giả Xá Lợi Phất, bậc tướng quân của chánh pháp, đó là: những ai thuyết pháp mà để đoạn tận tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, những ai thuyết pháp để đoạn tận si, những vị ấy là những vị thuyết pháp ở đời. Những ai là những người thực hành để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, là những người khéo thực hành pháp ở đời. Trong kinh Tăng Chi Bộ ghi rằng Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo, một phần của trong ngày á phải dùng để học pháp, để tụng pháp, để tư duy về pháp, để nói pháp. Một phần của ngày phải cần sống độc cư để chuyên tâm tịnh chỉ. Thì như vậy có nghĩa là sống theo pháp. Có nghĩa là lúc bấy giờ đây cái việc làm của mình á, không phải là làm cái gì. Việc làm của mình không phải là đi làm cái gì đó, mà là gì? Nó chỉ là một sự đình chỉ để mà tư duy, để mà chuyên tâm tịnh chỉ, để mà làm cho tâm của mình, lòng của mình lắng động. Có ai dạy kiểu này không? Người ta dạy mình đi thủ đắc cái này, đi tìm kiếm cái kia ấy vậy, mà Đức Thế Tôn dạy là mình phải tịnh chỉ, tức là dạy không làm gì hết, không làm gì hết mà lại là làm cái gì? Làm cái không làm gì hết. Mình thường xuyên đi tìm kiếm trong mình và những tư duy ý niệm của mình. Đức Thế Tôn dạy như thế này: những cái tư tưởng của mình nó suy nghĩ, nó suy nghĩ như thế này, nó khởi lên thế này, nó tắt đi á, nó nhiều còn hơn cỏ ở trên trái địa cầu này. Những cái tư tưởng nó khởi lên rồi nó tắt á, nó luôn luôn như vậy đó, nó nhiều hơn là cỏ ở trên trái đất này. Rồi những cái ký ức của mình á, nó đi nhanh còn hơn là gió ở trong cuộc đời này. Bão táp gì đó, cỡ cấp mười mấy, hai mấy gì đó, mặc kệ, nó đều thua những cái ký ức của mình. Ký ức có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta nghĩ về chuyện hôm qua, cái lập tức nhớ chuyện hôm qua. Chúng ta nghĩ chuyện về 20 năm trước, nhớ 20 năm trước. Bà già 80 tuổi nhớ về cái thở son sắt của mình, cái lập tức trở về đó. Mà thời gian nè, cũng không làm gì được. Không gian cũng chẳng phải là đối tượng của cái yếu tố suy tư nghĩ ngợi đó. Cho nên những ký ức của chúng ta đây nó đi còn nhanh hơn là gió nữa. Và những cái tư tưởng mình móng khởi nó nhiều hơn là đất, nhiều hơn là cỏ cây trong cuộc đời này nữa. Cho nên có thể nói, cái việc mà để tâm của mình đình chỉ đó ha, là phải nói là một cái công phu tu tập mà phải gia công hàng ngày, hàng giờ mới có thể làm được việc này. Quý vị thử về làm thử coi, biết được rằng cái nội lực mà để chúng ta đình chỉ những ý niệm đó, nó phải ghê gớm lắm mới có thể làm được. Mình chỉ có thể đình chỉ được trong vài ba second, nhưng mà các vị duy trì cái mức độ đình chỉ những ý niệm đó bao lâu, bao nhiêu, lại là một điều rất khó. Cho nên những bậc Bồ Tát, những vị Phật, dường như là các ngài đã an trú trong cái đó rồi, đại định rồi. Cho nên tâm không có móng khởi, cho nên tâm không móng khởi những cái vọng niệm nữa, cho nên là không có tạo nghiệp. Còn mình là đụng một cái là mình tạo nghiệp liền. Cho nên mình không thể bì được. Ý niệm của mình là vô cùng sai biệt. Hở ra một cái gì là đều đem theo cái ý niệm phán đoán nhận xét đó áp đặt lên đối tượng. Luôn luôn áp đặt lên đối tượng. Bây giờ mình nhìn cái bông này mình nói nó đẹp quá. Thế mình kêu nó đẹp. Thế thì mình đã có hiểu hết được cái bông đâu. Tại vì những cái ý niệm phán đoán và nhận xét như thế này đó, nó không thực tại diễn tả được cái của cái bông.
Tại vì nó đang tàn tạ trong đó chứ. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các tỳ kheo hãy tu thiền, chớ có phóng dật, tức là hãy tĩnh lự đó. Chữ thiền này có nghĩa là thiền na đó ha, là tĩnh lự đó. À, chớ có phóng dật, tĩnh lự cho nên là chớ có phóng dật. Chớ để hối tiếc. Đây là lời giáo huấn ta dành cho các ông. Mục đích nói pháp là để đoạn trừ tham, sân và si. Về pháp hành là cũng đoạn trừ tham, sân và si luôn. Sự chứng ngộ tối thắng của Đức Thế Tôn, vân vân ha. Không có thời gian quý vị để coi trong kinh này vân vân. Ghi lại sự kiện giác ngộ tối thắng của Đức Thế Tôn là các đạo sư phi Phật giáo, tức là không phải Phật giáo đó, thì chấp nhận, chấp trước nơi cái cảm thọ này, chấp trước nơi cái tri kiến của mình nè. Cho nên không thể vượt qua được phi tưởng, phi tưởng xứ định, không thể vượt qua được năm thủ uẩn để vào được diệt thọ tưởng định, nơi mà xuất khởi cái chánh trí giải thoát. Cho nên á, sau khi Đức Thế Tôn đã học thiền với lại A-la-lam và Úc Đầu Lam Phất, chứng thừa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, ngài vẫn chưa được con đường giải thoát, mà ngài bắt đầu tự thân của mình thể nghiệm được và chứng được diệt thọ tưởng định. Thì tới bây giờ diệt thọ tưởng định đây đó, nó bây giờ diệt thọ tưởng định là nơi xuất khởi cái chánh trí giải thoát. Nhưng mà tới cái lúc này rồi á, vẫn chưa phải là một vị Phật, ngài tiếp tục diệt trừ căn bản phiền não, căn bản vô minh, các vị còn nhớ không vậy? Và tìm ra được con đường giải thoát giác ngộ cho mình và giải thoát giác ngộ cho người, thì ngài đạt được tam minh. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Cái cuối cùng là lậu tận minh. Đó, lậu tận minh chỉ có Phật mới chứng được thôi. Đức Thế Tôn do vì thấy rõ vô thường hư vọng của các cảm thọ và tri kiến, ngài không có chấp thủ, không có chấp nó được, không có chấp chúng, do đó mà chứng được là chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà người nào còn có chấp thủ, còn có hư vọng, còn thấy ngũ uẩn là dai có đó, thì lúc bấy giờ người đó vẫn chưa có thể nào mà thể ngộ được. Cho nên là trí tuệ của bậc Bồ Tát là hành thâm cái bát nhã này, chiếu kiến ngũ uẩn này dai không, thì lúc đó tất cả những cái khổ nạn trong đời nó hết. Tại vì ngũ uẩn mà dai không thì có cái gì đâu mà có, mà không hết khổ. Nếu mà còn thấy khổ là bởi vì còn thấy mình, còn thấy tất cả những sự thọ khổ, sự thủ uẩn. Còn nếu mà bây giờ mà không còn khổ nữa thì cái gì đâu mà bị thọ, cái gì đâu gây tạo. Cho nên tham ái và chấp thủ kiến là nhân tố để ngăn che cái trí tuệ giải thoát. Tham ái chấp thủ là nhân tố để ngăn che cái trí tuệ giải thoát. Thứ nhất là yếu tố tham ái, cái gì chúng ta cũng quy chiếu về mình hết. Yếu tố thứ hai, cái gì chúng ta cũng chấp chặt nơi cái yếu tố thấy biết của mình hết trơn á. Cho nên càng diễn đạt bao nhiêu, càng dựa vào cái lập luận của nhân gian của mình bao nhiêu á, thì mình lại bị cái yếu tố chấp thủ này nó đoan vây, làm ngăn che cái trí tuệ. Vậy thì trí tuệ giải thoát là gì? Đó, rõ ràng đó là như vậy. Trí tuệ giải thoát đó là cái mà không còn cái yếu tố của sự chấp ái chấp thủ nữa. Mà phàm phu thì mấy ai mà có thể không chấp ái và không chấp thủ. Nghe pháp, tôn giả Kiều Trần Như nghe về tứ diệu đế thì đắc pháp nhãn, tức là thấy được sự thật của pháp. Mặc dù là chưa có cái khả năng an trú để thể nhập, 4 ngày tiếp theo nghe ngũ uẩn, tức là vô ngã tướng đó, bài kinh vô ngã tướng là bài kinh thứ hai đó, thì tôn giả đều đắc được A-la-hán. Tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên vừa nghe cái câu kệ về duyên khởi. Duyên khởi đó là cái gì? Chư pháp tùng duyên sinh diệt phục, và nhân duyên diệt ngã Phật đại sa môn tưởng như thị thiết. Tức là cái lúc mà ngài Xá Lợi Phất gặp ác bệ đó, thì ác bệ nói cái bài kệ nhân duyên này á,
Hỏi Ngài Xá Lợi Phất là thầy của ông là ai, ông tu với ai và Ngài dạy cái gì mà sao thấy Ngài đường đường chính chính, thấy ngon lành quá vậy? À, thấy một bậc giải thoát phạm hạnh quá đi, cho nên sanh ra cái tâm hứng khởi để mà tìm cầu. Thế thì Ngài Ác Bệ đã nói với Ngài Xá Lợi Phất cái bài kệ đó. Thế thì yếu tố mà trí tuệ, tức là cái Ngài Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân của giáo pháp, được đắc cái pháp bởi giáo lý của duyên khởi. Ý nó quan trọng vậy thôi, cho nên đưa ra đây để mà dẫn chứng là các ngài đó trí tuệ bậc nhất, vĩ đại như thế là chứng được từ những cái pháp như thế này. Vân 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 vân. Không có thời gian để nói nhiều ha. Rồi. Có nhiều cái thành quả nghe pháp xảy ra khác nhau. Có những trường hợp thì liễu ngộ ngay cái thực tướng, tức là nghe xong rồi là thấy cái thực tướng là chứng liền. Giống như thế là các bậc mà độc giác á, người ta thấy chiếc lá rơi là biết cuộc đời vô thường, là chứng đắc vô thường liền. Còn mình bây giờ nói ròng rã bao nhiêu ngày tháng vô thường mà chưa chứng đắc. Mình dẫu là bây giờ cho mình lên mình pháp tòa để mà chúng ta thuyết trình, thì chúng ta thuyết trình ro, nói như là nước chảy, nhưng mà đụng chuyện là vẫn buồn, vẫn khóc như thường. Đụng chuyện là vẫn đi kiện luật sư liền, chứ không nghĩ đó là yếu tố của vô thường. Nó mất thì cho nó mất luôn. Tiêu sạch các lậu hoặc, tức là nghe pháp xong rồi là tự nhiên rớt hết tất cả những lậu hoặc. Có trường hợp nghe xong thì liền bừng ngộ cái thực tướng, tức là thấy rõ thực tướng, nhưng tâm thức vẫn còn vướng bận cái lậu hoặc, cần có cái thời gian tu tập để đoạn trừ. Có những trường hợp thì sau khi nghe xong là khởi cái hoan hỷ tính tâm, để cần một thời gian để phát triển văn hệ, tư hệ và tu hệ. Thế thì không thể quả quyết rằng chỉ nghe pháp không thôi thì có thể liễu ngộ, hay là chứng được cái vô ngã tánh của vạn hữu. Cũng không thể quả quyết rằng chỉ có nghe pháp và trầm tư về giáo pháp là có thể thể ngộ được cái tánh không này. Không phải nghe mà có thể thể ngộ được đâu. Bây giờ nghe này có thể ngộ được không? Cho nên không phải là chỉ có nghe không mà gọi là thể ngộ được đâu. Vấn đề còn tùy thuộc vào căn cơ nè, khả năng nè, định tuệ nè, thiên hướng tâm lý của mình nè, thì mới có thể nói về cái giáo lý này được. Khái niệm về cái không tánh, tức là cái tánh không đó, Trung Luận viết: chúng nhân duyên sanh pháp. Chúng á, tức là mọi các cái pháp á, nhân nơi cái duyên mà sanh ra là pháp. Ngã thuyết tức thị không, tức là ta nói, ta nói là tức là cho rằng á mọi thứ là không. Diệt phi thị giả danh, nó cũng không, cũng gọi là giả danh, tức là đồng nghĩa với lại cái không này thì nó chính là yếu tố của giả danh. Diệt thị trung đạo nghĩa, cũng gọi là trung đạo. Các pháp do nhân duyên nó sinh, cho nên nói nó là không, đúng vậy không? Các pháp nó do nhân duyên nó sinh, mà nhân duyên sinh cho nên nó không có cái gì là thật hết, cho nên cái nhân duyên sinh này cho nên nó là không. Nhìn cái này nó có phải là đất không? Không. Nó có phải là mưa không? Nó có phải ánh nắng mặt trời không? Nhưng mà cái này có cần có nó để thành không? Thế thì cái này có phải là thực thể một cái lá sinh ra một cái lá không? Đó. Tức là nếu mà nói nó là một cái lá thì không có cái gì là cái lá. Nhưng mà nếu nó nói không phải là cái lá thì cũng không đúng. Mà nếu nó nói, nếu mà nói nó là đất cũng không đúng. Nếu nói nó là trời thì cũng không đúng. Nếu nói nó là mây thì cũng không đúng. Nếu nói nó là gió, là mưa thì cũng không đúng. Phải vậy không? Nhưng mà ngoài đất, nước, mưa, gió, ánh nắng, phân bón. Hay quá. Thế gọi nó là cái gì? Gọi nó là cái gì? Là cái lá. Nhưng mà cái lá này không có cái gì là cái lá cả. Thế thì gọi cái lá mà không phải là cái
cái lá. Vậy sắc tức là hồng. Vậy thế không này có phải là sắc không? Không này không là à, rơi vào hí luận rồi đó, hơi hí luận ha. Hí luận, hí luận. Đó. Cho nên các hiện hữu là do nhân duyên phối hợp mà sinh khởi. Các sự hiện hữu đều do nhân duyên phối hợp mà sinh khởi. Sự hiện hữu này nè, đây nè, hiện hữu này nè, là do nhân duyên phối hợp mà sinh khởi. Bây giờ có cái gì là bác sĩ ở đây đâu? Do nhân duyên phối hợp mà sinh khởi. Vậy bây giờ tôi có thể gọi anh với một nhân một duyên này được không? Không. Lý do? Nhiều duyên hợp lại chứ đâu có một được. Đó. Tất cả vẫn không. Cho nên bây giờ gọi anh là gì? Không. Không gọi được không? Lại càng không được nữa. Các vị thấy mâu thuẫn không? Mâu thuẫn cả một trời. Một trời mâu thuẫn. Gọi là mâu thuẫn cả một trời. Cho nên hiện hữu là do các nhân duyên phối hợp mà sinh khởi. Chúng không có tự có. Chúng tự có. Tại vì nó do nhân duyên mà. Nó đâu có thể tự có. Nó không thể tự nó ra được vậy. Cho nên cái gì cũng do sự tác tạo của nhân duyên khác nó mà tạo thành. Hay có thể nói được rằng một cái nó thành là do vạn thứ đã thành. Đúng không? Có ai cãi không? Một thứ gì nó thành? Một thứ gì ngắt một chút xíu thôi. Nè. Một thứ gì nó thành? Là do vạn thứ nó thành mà thành cái thứ này. Vậy thì cái thứ này là vạn thứ khác nó tạo thành. Cho nên có thể gọi cái thứ này là một thứ gì được không? Vậy gọi nó là cái gì? Vì thế các hiện hữu không thực có tự ngã, không thực có tự tính. Nó không thực có tự ngã, nó không thực có tự tính của nó. Nó không quyết định được nó. Bây giờ chị quyết định được chị không? Chị ngon mà chị nói chị đừng già coi. Vô phương cứu chữa. Mà từ thuở loài người sinh ra tới bây giờ, chẳng có con người nào có thể tự mình cưỡng chế được nó hết. Chẳng có ai muốn chết hết. Ấy thế mà đều phải chết. Chẳng có ai muốn bỏ lại cái gì nơi dân gian này hết. Mà chẳng có kẻ nào mà có thể giữ được cái gì hết. Bao nhiêu thứ nó đi theo tiến trình của nó. Cho nên con người ta bất lực trước mọi sự. Trước mọi sự nha, chứ không phải một hai sự đâu. Có nghĩa là trước tất cả sự. Trước everything. Con người ta không có là cái gì hết. Con người ta là con người ta. Mà cái khác là cái khác. Cái khác nó không quyết định được tự bản thân nó. Con người ta không quyết định được tự bản thân con người ta. Lúc thì đọc là tính, lúc thì đọc là tánh. Trong tiếng Hán nó là một à. Nói khác đi, cái gọi là ngã tướng, ngã tính của các hiện hữu nó là trống. Trống rỗng. Vì nó trống rỗng cho nên nó mới kết hợp được. Còn nếu nó làm vậy thì nó không thể kết hợp được. Không thực hữu. Nó trống rỗng thì đương nhiên nó không thực hữu. Nhưng mà nó không thực hữu thế nó là cái gì đây? Đại sư Long Thọ gọi nó là không. Là tánh không. Thế tạm thời hiểu cái khái niệm nó vậy đi ha. Thế tánh không là gì?
Khi nào thành Phật rồi nói cho nghe. Cũng gọi là giả danh. Tánh không nó cũng gọi là duyên khởi, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là duyên sinh, cũng gọi là trung đạo. Thấy hiểu được tánh không là gì chưa? Nó có cái định nghĩa gì không? Trung Quán Luận ghi rằng: thị cố kinh trung thuyết, nhược kiến nhân duyên pháp, tắc vi năng kiến Phật, kiến khổ tập diệt đạo. Thế nên trong kinh có nói rằng nếu thấy pháp á, nhân duyên á, thì có thể thấy Phật và có thể thấy được khổ tập diệt và đạo. Cho nên cái nhân duyên này là cái điều hết sức là căn bản để có thể hiểu được tánh không luận là cái thứ gì. Như thế, không tánh hay là tánh không của Trung Quán đó, nó đồng nghĩa với pháp tánh và với Phật tánh, với chân như tánh, với duyên khởi tánh. Thế hiểu được tánh không là gì chưa? Hiểu chết liền. Tánh không ấy, do vậy ở ngoài tất cả ngã tính như là thường, đoạn, sinh, diệt, khứ, lai, nhất, nhị, tốt, xấu, hoàn, toàn hay là bất toàn, vân vân và vân vân, trắng, đen, tốt, xấu, phải, quấy, hơn, thua, ganh, ghét, nó không là gì hết. Nó nằm ngoài tất cả những cái gọi là khái niệm. Khái niệm ha. Cái gọi là nhị nguyên đó, tức là phạm trù của sự đối đãi, phạm trù của sự nhận thức, phạm trù của sự khu biệt, khu biệt cái này với cái kia, của sự đối đãi. Mà chúng ta nói rồi đó, con người ta được thiết lập sự nhận thức trên sự đối đãi, trên sự khu biệt. Nếu không có sự thiết lập giữa những cái khu biệt cái này với cái kia, con người ta không thể hình thành nên được một khái niệm. Tại vì khái niệm nó có nội hàm, nội hàm là nó khu biệt để chỉ cái này với cái khác. Cái này nó khác cái khác là vì cái gì? Cái khác nó khác cái này là vì cái gì? Thế thì đó là một khái niệm dựa trên sự khu biệt để chỉ cái này, để trỏ cái kia. Và tất cả cái đó đều mang tính chất của nhị nguyên đối đãi hết. Bất sanh diệt, bất diệt, bất thường diệt, bất đoạn, bất nhất diệt, bất nhị, bất lai diệt, bất xuất. Vâng. Năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận, ngã khẻ thủ lễ Phật, chư thiết trung đệ nhất. Không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không đồng nhất mà cũng không có dị biệt, không đến cũng đi. Nói rõ thuyết nhân duyên ấy, khéo dập tắt các hí luận, con cúi đầu đảnh lễ, bậc thuyết giảng đệ nhất trong các bậc thuyết giảng. Thế thì bây giờ chúng ta ráng để mà hiểu đó, thì chắc chắn là nó sẽ mang cái ngọn lửa của sự hí luận. Tại ráng để hiểu. Không sanh cũng không diệt, không thường nó cũng đoạn, không đồng nhất cũng không có dị biệt. Tại vì nó hàm cả hai, nó hàm hết trong đó à. Mà không thể lấy nó ra một cái gì để cho rằng nó là tất cả hay là tất cả là một. Tánh không tương tự như là chân như, như là niết bàn, ở ngoài thế giới khái niệm của ngã tính. Các vị thấy không? Ngoài cái thế giới này của khái niệm, khái niệm này á, nó đi theo với lại bị bám chấp bởi yếu tố của ngã tính. Cái yếu tố của ngã, khái niệm nó sẽ trỏ cái sự nhận thức, cái phán đoán, cái đánh giá, cái hiểu. Một baby nó có hiểu thế nào là bông hoa không? Không. Khi nào nó hiểu? Nó được đó. Tức là nó được tích tụ bởi cái gì? Kinh nghiệm của cuộc sống nè,
Tức là nó lớn lên, nó được tích tụ bởi người này nói, người kia nói, rồi tới việc phân biệt là hoa hồng. Ngày nào đó nó lớn lên được một anh chàng nào đó đẹp trai tới tặng cho cái bông hồng, nó sao xuyến trong lòng của nó. Ấy thế thì cái gì làm cho nó sao xuyến trong lòng của nó? Tại cái bông hồng hả? Bông hồng nó vẫn mọc đầy trời á, đúng rồi không? Nhưng mà tự dưng đó cái nó đi, nó đã nhìn biết bao nhiêu bông hồng rồi, mà những lúc nó nhìn thấy những cái bông hồng này á, nó có khởi lên sự sao xuyến không? Ấy thế mà có một lần nào đó có một anh chàng tới tặng cho nó cái bông hồng, nó sao xuyến là bởi vì bông hồng hay là bởi anh chàng kia? Nếu anh chàng kia anh không cầm bông hồng mà anh cầm bông vạn thọ thế thì cô bé kia có sao xuyến không? Vậy thì hỏi là cô bé kia sao xuyến vì bông hồng hay vì anh chàng đó? Thế thì cô bé kia, sự tiếp nhận của cô bé kia đó, sự tiếp nhận, sự sao xuyến của cô bé kia nó đến từ đâu? Thế thì nếu mà cô bé kia hiểu được những cái khái niệm này mà vượt thoát ra khỏi tất cả những cái khái niệm đó như cái thuở ban đầu còn nhỏ đó, thì có sao xuyến không? Thế thì tất cả những sự sao xuyến của cô kia được xác lập bởi tất cả mọi thứ lớn lên nè, tới cái tuổi mà cặp kê nè, hiểu biết nè, say mê nè, say mê bông hồng là biểu tượng cho cả một trời, mà anh kia muốn nói cái gì ở trong đó, đôi khi ảnh chả thèm nói, chỉ cần tặng em cái bông hồng thôi, chẳng cần nói cái gì mà chỉ cần cười một cái thôi, chẳng cần nói là anh yêu em gì cả, mà chỉ cần đưa cho nàng ta một cái ánh mắt hơi trìu mến một chút là hiểu hết rồi. Có đúng vậy không? Đó đó. Ta từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, rồi từ cuộc mộng vừa tan, chợt nghe vọng tiếng Như Lai gọi về đi tu. Tiếp tục là về cái ngã tính, ngã tướng và cái ngã tưởng. Ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã giới thiệu cái pháp hành của Bồ Tát để đoạn trừ chấp thủ, dập tắt các ngã tưởng, ngã tưởng, ngã tướng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng và phi tưởng, dập tắt các ngã tưởng để thể nhập vào sự vô ngã của thực tại. Hàng Bồ Tát người ta mới làm được như vậy, để đoạn trừ tất cả những cái chấp thủ, dập tắt các cái ngã tưởng, pháp tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng và phi tưởng, mới có thể là nhận chân ra được sự thật của vô ngã thực tại. Nếu mà không thông, nhược thông đạt vô ngã pháp giả tích danh Đại Bồ Tát, có nghĩa là nếu mà thông rõ được cái thực tại của vô ngã thì đó gọi là Đại Bồ Tát, đạt được cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Như thế thì chính cái ngã tưởng là nhân tố ngăn che thực tại như thực. Chính cái ngã tưởng, tức là những cái suy tư nghĩ ngợi, những cái đánh giá nhận xét, những cái mà chúng ta khái niệm khu biệt, bao nhiêu cái kiến giải của mình, bao nhiêu cái sự hiểu biết đó, để nhận thức sự thật không phải là sự thật. Thế là khi mà nhận thức, khi mà nó đang chế ngự cái tư duy, cái ngã tính của con người, nó bị bao đơn vây bởi những cái yếu tố đó, nó giam hãm cái tâm thức của con người, thì con người ta đi vào trong vòng sầu bi khổ ưu não này nè, cái vòng sinh tử sầu bi khổ ưu não. Còn khi mà con người ta
nó không bị đôn vây bởi những cái khái niệm, bởi những cái tư tưởng rất là mông lung và giả hợp kia, thì họ tự nhiên họ thoát ra khỏi rồi. Đã nhiều lần chúng tôi ví dụ các vị đó, giả dụ như có một kẻ nào đó nó nói tiếng Miên, mà trong này không có ai biết tiếng Miên hết, nó đứng ngoài này nó chửi. Mình ở trong này mình chỉ có cười thôi. Là lý do vì sao? Vì cái điều nó nói đó nó không ăn nhập gì ta hết. Tại vì ta không có cung bậc với cái kia. Khái niệm ta không có, nội hàm ta không có, ý thức ta không có bị cái kia chi phối. Nhưng mà nó nói tiếng Việt thì sao? Lý do vì sao mà ta lại bị? Là tại vì ta hiểu được khái niệm, ta nắm bắt được khái niệm, và ta bị chết bởi khái niệm đó. Ta bị chết chỉ vì khái niệm trong câu nói. Thật ra ta không có chết, ta vẫn cười tỉnh queo. Nếu mà nó chửi y chang như vậy, mà nó kêu một thằng nào đó nói tiếng gì đó mà mình không hiểu, tới đây chửi, ta vẫn cười, ta vẫn an trú trong hiện tại. Nhưng mà nếu mà nó nói mà ta hiểu được á, thì ta có an trú được không? Đó. Thế thì chỉ có điều là cái tâm thức này anh có bị đôn vây bởi những khái niệm lọt vào bên trong hay không? Nếu anh không có thì cái trên trời đất này có thứ gì anh cũng chẳng cần phải quan tâm. Giống như thế là người ta mất dài 3 tỷ đô trong mấy ngày qua, mình cũng không có chuyện gì phải suy tư nghĩ ngợi, tại nó không phải của mình. Đơn giản chỉ có vậy thôi. À, nó không dính tới mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta mất vài ngàn, vài trăm đô mà nó là của mình thì cũng đã là sầu bi khổ ưu não rồi. Chứ gì nữa? Chứ nói chi tới cả tỷ nọ tỷ kia. Tỷ nọ tỷ kia thì chắc có thể là chúng ta làm không biết bao nhiêu đời mới ra. Nhưng mà giả dụ như mình mất hết đi thì mình có ung dung tự tại như là không có gì không? Đó. Thế thì làm sao có thể thể ngộ được cái tánh không? Nói có miệng thôi. Mọi thứ là chỉ để chúng ta tri nhận được rằng khó có thể có được. Và chúng ta học cái môn này là của những bậc những cái bậc ở trên đó. Cho nên là đã bao nhiêu ngày tháng chúng ta đã học xong hết cái bên kia rồi, tức là bây giờ chúng ta vượt lên hơn một bậc nữa, và bây giờ chúng ta trở thành một người rất là ngon lành ở trong đó là đã thể ngộ được nhiều rồi, thể hiện được nhiều rồi, và bây giờ chỉ còn lại cái pháp của sự chứng ngộ thôi. Thì cầu mong cho quý vị học ít mà chứng nhiều ha. Và kính cảm ơn tất cả quý đại chúng. Và mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem con đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.